Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Bà Rịa, gọi tắt là Ban chỉ đạo 138 thành phố Bà Rịa, đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. 6 tháng đầu năm 2023, Ban chỉ đạo 138 thành phố Bà Rịa, mà nòng cốt là lực lượng công an thành phố, đã triển khai nhiều kế hoạch chương trình phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đạt nhiều kết quả tích cực. Đáng ghi nhận là tỷ lệ điều tra phá án đạt 85,75%, tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm đạt 81%. Các lực lượng chức năng đã phát hiện triệt phá 25 vụ, 34 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Thành phố Bà Rịa đang duy trì hoạt động hiệu quả 21 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 6 tháng cuối năm 2023, Ban chỉ đạo 138 tiếp tục chủ động nắm tình hình, tập trung lực lượng nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, không để hình thành các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự, đồng thời phát huy vai trò nòng cốt xung kích của lực lượng công an và các tổ chức quần chúng tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.